Hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo Tăng Bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành, cầu mong mong hương linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được tăng phúc, tăng thọ, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh lần thứ nhì, lần thứ ba. Dạ, mô Phật, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào Đạo Tràng. Sư thấy thời gian cũng 9:20 rồi. Bây giờ Mỹ đọc theo sư nha, thọ tam quy ngũ giới ha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutichambi buddhang saranang gacchami. Dutichambi dhammang saranang gacchami. Dutichambi sanghang saranang gacchami. Tatichambi buddhang saranang gacchami. Tatichambi dhammang saranang gacchami. Tati chăm vị sang răng xa ra năng gạch cha mi. Rồi mời Mỹ ạ. Nam mô ta sơ pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mbu ta sơ. Nam mô ta sơ pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mbu ta sơ. Nam mô ta sơ Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tutiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Ti saraṇa gahanaṃ paripunnaṃ. Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ba na ti ba ta quê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. A di na da na quê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Ka me su mi cha cha ra quê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Mu sa wa da quê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Surame raya machappama dathana veramane sikha padang samadhiyami. Amapante panati pata veramane sikha padang samadhiyami. Adinnadana veramane sikha padang samadhiyami. Kame sumiccha chara vairamani sikha padang samadhiyami. Musavada vairamani sikha padang samadhiyami. Surame rayamach japama dathana vairamani sikha padang samadhiyami. Ima ni pancha sikha pada ni sadukang katoa apamadena nichakalang samarakhi thappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui.
Silena sukatin janti, silena poka sambada, silena niputin janti, tasma silang quy so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Amapante saru saru saru. Dạ, kính kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ, kính thưa đạo tràng, kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamange na vande hang phada pham suvarutamang bhuteyo kalito doso bhuto kamatutang mamang Uttamange na vande hang dhamman chatuvidhang varang Dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang Uttamange na vandehang Sangan chatuvido tamang Sangeyo kalito doso sango kamatutang mamang. Chúng con đang hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, xin thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho chúng con trước khi chúng con vào lớp học ạ. Bhava tu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhava tu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhava tu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, và mô Phật một lần nữa, con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, kính lễ tỳ kheo Pháp Trang, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Bây giờ sư gọi mic lại cho MC để Nguyên Như trình pháp, chia sẻ Phật pháp hôm nay ạ. Kính chúc quý vị thính pháp được an vui và nhiều lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và kính thưa quý vị, hôm nay là mình sẽ còn qua một cái phần nhỏ xíu nữa là về những cái nụ cười. Rồi Nguyên Như xin cả lớp dùng thời gian một chút xíu của mình đây đó, mình ôn một lần nữa về cái lộ tâm ha quý vị. Hôm bữa là mình đi vào cái ví dụ của nổi tiếng của Ngài Tịnh Sự là về một người đàn ông mà cạp cái trái xoài chín dưới gốc cây đó. Thì bây giờ Nguyên Như sẽ mời cả lớp lên, mọi người hiểu sao về cái lộ trình tâm thì mình phân tích từ cái con số 1 tới cái con số 19. Quý vị có thể chọn những cái thí dụ nào mà quý vị dễ hiểu dễ nhớ đó. Ví dụ như có một thấy một cái nhành hoa đẹp nè, thấy một cái tiếng giọng ca cải lương, giọng ca của cô ca sĩ nào mà mình thích nè,
rồi thấy một cái hoặc là ăn một cái miếng cà rem ngon, những cái gì mà quý vị thích đó, thì quý vị có thể lên. Quý vị đừng có sợ sai, tự vì nếu mà mình phân tích sai á thì cả lớp ngồi với ô cái này là sai rồi, thì mình cùng học với nhau, cái người sai cũng giúp đỡ cho lớp mà cái người đúng cũng giúp đỡ cho lớp, cái này là nhóm học thôi ha quý vị. Như vậy thì bây giờ trong cái thời gian mà mọi người còn suy nghĩ một chút xíu đó, thì Nguyên Như sẽ đi tiếp cái phần tâm ưng cúng vi tiếu, rồi sau đó phần còn lại là chúng ta sẽ ôn lại cái chỗ cái lộ trình tâm đó. Mỗi người mình lên mình đặt cái thí dụ thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Từ cái này nó rất là quan trọng, nếu mà mình nhớ hoài thì rất là tốt đó quý vị. Rồi bây giờ Nguyên Như sẽ đi vào cái phần tiếp tục, đó là cái phần là tâm ưng cúng víu, hay còn gọi là tâm ứng cúng vi tiếu hay là tâm sinh tiếu, nó có nhiều cái cách gọi khác nhau mà mình dùng sao cũng được ha quý vị. Thì có tất cả là 6 cách cười. Cách thứ nhất á, tiếng Pali là xí tá, chữ S, chữ Y ngắn, chữ T và chữ A, xí tá là một cái nụ cười chỉ lộ cái chóp răng ra thôi, cười rất là nhẹ nhàng. Cái nụ cười đó biểu lộ trên gương mặt, hoặc có khi mình gọi là cười mỉm. Thì cái nụ cười này á thì có ở đâu? Có trong bậc chánh đẳng giác nè, có trong Đức Phật độc giác nè, có trong bậc thánh A-la-hán, có trong bậc thánh hữu học, có nghĩa là từ bậc thánh thứ nhất tới bậc thánh thứ ba đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm là bậc thánh hữu học, rồi có trong phàm phu của chúng ta. Riêng cái bậc chánh đẳng chánh giác thì chỉ sử dụng cách cười này duy nhất, là Đức Phật chỉ cười một cái nụ cười xí tá thôi, chứ Ngài không có cười tất cả các loại nụ cười khác ha quý vị. Rồi cái loại nụ cười thứ hai đó là hát xí tá, giống như chữ ở trên đó, thêm một cái chữ hát là hát chữ A. Hát xí tá, cười để lộ răng, nhưng mà không có phát ra âm thanh gì hết. Những cái nụ cười này thì có trong ở đâu? Có trong bậc độc giác nè, có trong thánh A-la-hán, có trong thánh hữu học và có trong phàm phu của chúng ta. Rồi về cái phương thứ ba là mình thêm chữ vi ở trước, là vi há xí tá hay là quy há xí tá. Cái loại cười này là cái tiếng cười nó nhỏ tiếng, nó phát ra một cái âm thanh rất là nhẹ nhàng, thì nụ cười này không có trong bậc chánh đẳng chánh giác, không có trong bậc độc giác, mà chỉ có trong bậc thánh A-la-hán, trong bậc thánh hữu học và có trong phàm phu. Cái loại nụ cười thứ tư đó là upahasita là nụ cười lớn tiếng, cười to, có trong bậc thánh hữu học và có trong phàm phu. Quý vị thấy càng đi xuống á, thì càng ít cái nhóm nó càng ít xuống, quý vị thấy không? Rồi cái phần thứ năm, atihasita là cái giọng cười cực lớn, cười quá là lớn tiếng, cười rung động đầu cổ tay chân luôn, cười nghiêng, cười ngã, cười sặc sụa, thì chỉ có ở phàm phu của mình thôi. Và một cái loại cuối cùng là apahasita, là mình cười nó rất là mắc cười, đến nỗi mà mình cười ra chảy ra nước mắt luôn á. Quý vị có nhớ cái lúc mà ai mà kể chuyện gì mà mình chịu không nổi đó, nước mắt nước mũi lèm nhèm mà cười nó như là khóc luôn, nó quá mệt đó, là cái đó là loại cười cuối cùng đó, là apahasita, chỉ có ở phàm phu mà thôi. Rồi bây giờ cũng như tóm lại thì về phàm nhân thì 6 loại cười này á, mình có đủ hết. Mình có thể cười lộ chóp răng, mình có thể cười lộ răng, mình có thể cười nhỏ tiếng, mình có thể cười lớn tiếng, mình có thể cười quá lớn tiếng, và mình có thể cười ra chảy ra nước mắt luôn. Còn cái phần thứ hai là về bậc thánh hữu học, là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, thì những vị này có tất cả là 4 cách cười, là chư vị có thể cười lộ răng, cười hở răng, cười nhỏ tiếng hoặc là cười lớn tiếng. Còn bậc thánh A La Hán á thì có được 3 cách cười, là cười lộ chóp răng, cười hở răng và cười nhỏ tiếng. Rồi đến bậc độc giác á thì chư vị chỉ có 2 cách cười mà thôi. Chư vị cười lộ chóp răng và cười lộ răng. Còn đến cái chỗ mà bậc chánh đẳng chánh giác của chúng ta đó, thì Ngài chỉ cười lộ chóp răng mà thôi, Ngài chỉ cười mỉm mà thôi. Quý vị còn nhớ những cái hình mà những cái tượng của Đức Phật đó, cái nụ cười
cười mỉm của ngài rất là đẹp phải không quý vị? Thì mình nhớ là phàm phu của mình á là cười đủ kiểu hết, sáu kiểu là có hết. Khi mà càng lên cao đó, giống như bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì cười chỉ có một loại, bậc độc giác thì cười hai loại là lộ răng và lộ chót răng. Đến vị a la hán đó thì cười lộ răng, cười hở răng và cười nhỏ tiếng. Tới bậc tánh hữu học, cười lộ răng, cười hở răng, cười nhỏ tiếng, cười lớn tiếng. Đến phàm nhân mình cười sáu cách luôn, là cười lộ chót răng, cười lộ răng, cười nhỏ tiếng, cười lớn tiếng, cười quá lớn tiếng, hoặc là cười như khóc luôn nha quý vị. Mình là đầy đủ hết, mình không có thiếu. Thành ra quý vị thấy mình học từ từ, mình sẽ thấy càng những cái bậc thánh càng lên cao đó, thì những người ta sẽ bỏ, chứ người ta không có thêm vô. Quý vị nhớ ha, mình càng lên cao là mình sẽ nhẹ, mà nhẹ thì mới bay được. Còn mình cứ gồng gánh đủ như phàm phu của mình, cái gì cũng có hết á, thì mình hay khoe là nhà tôi cái gì cũng có hết á anh ơi, là khổ nè, khổ ải vô biên, đút khá phải không quý vị? Rồi, bây giờ là mình đã chính thức xong cái bài Tâm Vô Nhân, hoặc là gọi là mình xong cái phần mà 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân, là cái tâm 30, cái tâm sở vô tịnh hảo đó, là mình đã xong xuôi rồi. Nguyên Như sẽ, bây giờ là 9 giờ 34 phút, mình sẽ dành cỡ một tiếng hôm nay trong lớp mình sẽ cùng nhau ôn cùng với nhau về cái lộ trình tâm mà hôm bữa mình đi qua rồi đó. Thì mỗi vị mình cứ lên, Nguyên Như lặp lại là đừng có sợ sai nha quý vị. Khi mà quý vị sai một cái đó mà cả lớp mà la hét sùm lên á, có nghĩa là mọi người sẽ mắc cười lắm và rất là nhớ dai. Thành ra không có sao hết, mình đừng có sợ sai. Sai là một cái phần của mình học nữa, chứ không có người nào mà vô mà đúng hết thì đâu có cần đi học phải không quý vị? Mình cũng đâu có cần ôn bài mình nói rồi mà. Rồi nha. Bây giờ Nguyên Như sẽ ôm lại một chút xíu về cái lộ trình tâm để cho khơi lại cái trí nhớ tiềm ẩn của tất cả chúng ta ha. Đọc sơ qua về cái thí dụ về lộ trình tâm đó, thì thí dụ là có một người nằm ngủ ở dưới gốc cây xoài, có một trái xoài nó rớt xuống và lăn đến bên mình của người ấy. Người ấy giật mình dậy và tìm xem cái gì đã làm cho mình giật mình thức giấc. Thì người này thấy trái xoài, người này lượm lên ngửi và xem xét cái trái xoài này. Lúc đó người đó biết trái xoài này đã chín, người ấy ăn trái xoài. Khi ăn xong, người ấy còn cạp thêm vài cái, rồi mới bỏ hộp xoài ra và nằm ngủ tiếp. Thì cái người đang ngủ này á, chỉ cho trạng thái thụ động của tâm thức đang trôi chảy, không có cái gì làm dao động hết. Trạng thái này gọi là hộ kiếp hay là phá quan gá. Cái số 2 là cái sát na số 2 đó, là trái xoài rớt xuống, nhưng mà lúc này người này vẫn còn trong cái trạng thái ngủ say, thì cái sát na này gọi là hộ kiếp vừa qua, sát na thứ 2. Sát na thứ 3, khi trái xoài mà rớt xuống chạm vào người này đó, người này bị giật mình, cái dòng tâm thức nó bị chấn động, thì cái sát na này được gọi là hộ kiếp rúng động. Cái sát na thứ 4, khi người đó giật mình thức giấc, là cái hộ kiếp này gọi là hộ kiếp dứt dòng. Sát na thứ 5, người này ngồi dậy và tìm coi cái gì đã làm cho mình thức giấc. Nó chỉ cho một cái trạng thái muội lược của tâm thức. Lúc này đó, thì cái tâm này nó gọi là tâm kháng ngũ môn, là banh chá đoà rà chá quá ná đó quý vị. Thì cái tâm thức này, cái tâm này đó, nó sẽ tìm xem cái ngoại trần nó kích thích mình, nó thuộc về cái gì, nó sẽ mở cửa cái lộ ngũ môn, nó sẽ tìm theo xem là cái gì kích thích mình, là thuộc về mắt nè, về tai, về mũi, về lưỡi hay là về thân. Thì lúc đó cái thang kháng ngũ môn hoặc là ngũ môn hướng tâm, nó sẽ là cái sát na thứ 5, nó sẽ sanh lên, rồi lúc đó nó diệt xuống, bắt đầu tới cái sát na thứ 6. Là khi mà thấy trái xoài đó thì chỉ cho sự sanh khởi của thức, tức là cái ngũ song thức nó bắt đầu nó xuất hiện. Mà ngũ song thức này không phải là có 10 tâm nó lên một lượt ha quý vị, mà mình nhớ là chỉ có một trong 10 cái tâm đó thôi, hoặc thiện hoặc là bất thiện, hoặc là mắt hoặc là mũi, hoặc là mắt hoặc tai, hoặc mũi hoặc lưỡi hay là thân.
thì lúc đó thấy trái xoài này là cái này là cái ngũ song thức nó xuất hiện đây, là cái sát na thứ sáu. Khi mà cái sát na thứ sáu này nó diệt á, thì tới cái sát na thứ bảy chính là cái tâm tiếp thâu, sampatit chana citta, hay còn gọi là tiếp thọ tâm. Thì khi mà cái người đàn ông này, ông ta lượm cái trái xoài lên á, thì cái tâm tiếp thâu là bắt đầu nó thâu vô. Nó thâu vô thì lúc đó là nó lãnh thọ cái sự kích thích của ngoại vật rồi, là từ bên ngoài nó bắt đầu nó được vô bên trong rồi đó, là cái tâm này gọi là tiếp thọ. Thì cái sức khi mà cái sát na thứ bảy này nó diệt xuống rồi thì cái sát na thứ tám nó sanh lên. Thì cái người đàn ông này á, khi mà ông ta ngửi và xem xét cái trái xoài, nó sẽ chỉ cho cái trạng thái của tâm thức suy nghĩ và tìm hiểu đối tượng bằng cái gì, bằng cái tưởng của mình. Là giống như hôm bữa anh Mỹ có hỏi đó, thì cái này có tưởng nó involve vô, bởi vì mình mới biết được là nó vàng nè, nó thơm nè, nó có ngọt hay không hay là gì đó, rồi cái xoài nó xanh hay nó vàng gì đó, thì lúc đó nó dùng kinh nghiệm quá khứ để mà nó xem xét. Thì tâm này gọi là tâm santirana, là tâm quan sát, hay còn gọi là suy đạt tâm. Quý vị nhớ cái chỗ này mình phải đi chậm chậm một chút xíu. Ý Nguyên Như nói là cái lộ trình tâm chỗ này mình đừng có đi lẹ quá mà mình chạy qua cái tâm xác định nha quý vị. Cái lúc này nó chỉ là tâm quan sát thôi, nó chỉ ngửi và nó xem xét, chứ nó chưa có biết là cái này tốt hay xấu, nó chỉ xem xét thôi ha. Thì đó gọi là tâm quan sát hay là tâm suy đạt. Thì khi mà cái sát na thứ 8 nó sanh lên rồi nó diệt xuống đó quý vị, sát na thứ 9 sẽ sanh lên. Thì lúc này đó mới là tâm xác định, hay còn gọi là tâm phân đoán, là Wotthapanna Citta. Wotthapanna Citta, tâm xác định. Xác lúc này á, xác định là sao? Là biết được nè, ngon nè, dở nè, trái này đã chín chưa nè, có thơm không nè. Mình bắt đầu có cái ý của mình vô rồi đó. Còn ở trên kia là sao? Là mình chỉ đứng mình nhìn thôi, chứ mình chưa có cái ý, mình chỉ thấy nó là trái xoài rồi, tức là mình dùng cái kinh nghiệm quá khứ mình thấy, mà mình chưa có bỏ cái ý của mình vô là cái này là xoài đã chín nè, xoài màu vàng nè, xoài, mà cái ý đó là cũng như là cái sự hiểu biết của mình á, là nó bỏ vô. Còn khi mà cái sát na chá quá né đó, là số 10 với số 16 là bảy cái sát na động tốc đó quý vị, thì lúc này nè thì mình mới có thích hay là không thích. Nếu mà những cái ở trên á, cái số 9 mà mình thấy được cái đó là ồ trái này ngon quá, thơm quá, rồi mình cái sự hiểu biết của mình là thuộc lại là positive á, tức là cái gì cũng hay, cũng đẹp á, cũng tốt á, thì lúc đó đó tâm tham nó xuất hiện. Thì cái tâm tham nó xuất hiện nó không nằm trong cái số 9 nữa, mà nó nằm cái sát na từ 10 tới 16, là bắt đầu mới cái sát na động tốc, quý vị thấy không? Lúc này á, là tham sân nó mới nhảy vô, quý vị để ý chỗ này ha. Thì cái chá quá ná đó là tham hay sân. Còn số 9 á, nó chỉ biết là ồ cái này ngon, bài nhạc này hay hay bài nhạc này dở thôi. Cái 10 đến 16 á, lúc đó là mình mới có cái emotion mình trở vô, là mình thích hay không thích. Rồi số 17 với 18, từ gì đây là lộ ngũ môn. Thành ra mình sẽ có cái tâm thập di, hoặc là tâm mót, hoặc là na cảnh, tức là cạp thêm 10 cái, cạp thêm vài cái, tức là hai cái sát na số 17 đến 18 đó, cạp thêm vài cái là sao? Là chỉ cho cái trạng thái tâm thức tiếp tục đối xử với cái cảnh còn lại, nó còn thèm, nó còn giống như là khi mà mình ăn một trái xoài đó thì mình chấp thêm hai ba cái để cho mình đỡ thèm, thì chấp chấp là ngon quá, chấp chấp miệng. Còn khi mà mình nói nặng hay là nói giận một cái người nào thì quý vị có nhớ là sao không? Là mình nói nặng người ta xong rồi mình còn liếc một cái, mình thấy một cái đó cũng là cái tâm mót đó quý vị. Ví dụ như mình mở cửa ra mình nói đùng 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 đùng, xong rồi nói xong chưa có hả giận, mình đóng cửa luôn cái rầm đó. Hoặc là mình làm xong rồi mình đang ngồi trên bàn cơm mà mình la mình giận con của mình, mà còn chưa có đã nư nữa, mình còn để cái bát xuống cái rầm, xong rồi đứng dậy kéo cái ghế kia đẩy đạp cái ghế vô cái đùng đó, cái đó cũng là cái tâm mót á. Là vì thấy thấy cái đó khi mà mình quá trời quá đất đó, thì cái chỗ cái tâm mót nó cũng quá trời quá đất cái chỗ đó quý vị ha. Đó rồi tới sao, tới cái tâm mót nó hết rồi, nó sanh lên nó diệt xuống rồi á, thì tới cái tâm số 19 là cái chỗ mà nằm ngủ tiếp, là chỉ cho cái trạng thái của tâm hộ kiếp quay trở lại.
Dạ con xin sa thú sư tâm đã nhờ đã đăng lên cái HVRDK rồi DDDDD 7 cái động lực xong rồi na cảnh rồi tới hộ kiếp quay trở lại. Bây giờ đó là cả nhà ai là người xung phong lên để mà vô cái lộ trình tâm đầu tiên. Không biết là Nguyên Như nghĩ là trong lớp mình là chị Kim Nhung giỏi nhất rồi, chắc là chị Kim Kim Nhung làm đầu đàn để lên thử để cho bà con xong rồi. Như vậy con xin mời chị Kim Nhung trước hay là con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông với lại sư Thanh Tâm trước đây. Quý vị thấy sao, quý vị bầu đi nha. sư Thanh Tâm ơi, sư có thể cho tụi con thí dụ trước trước rồi tới sư Nguyên Thông rồi tới chị Kim Nhung được, chứ con thấy chị Kim Nhung là giỏi nhất trong lớp con rồi đó. Hôm nay con chưa có thấy Quỳnh Lý vô, chắc Quỳnh Lý bận rồi, một chút sẽ vô sau, thành ra mình sẽ vậy như vậy sư Nguyên Thông trước ha sư. Rồi tới sư Thanh Tâm đi rồi mới tới tụi con, chứ tụi con là Phật tử mà tụi con phải để cho thầy mình lên trước. Dạ Nguyên Như xin lặp lại là không có cần là phải trúng hết đâu, nếu mà trật thì cả lớp cùng ôn lại thì cũng để dễ nhớ thôi, không có sao hết ạ. Như vậy con sẽ mời chư Tăng trước và con xin xuống bích ạ. Dạ sư Tâm ơi, sư Nguyên Thông chưa có mở được, anh Mỹ chưa có sửa được cái computer. Như vậy thôi con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm trước nha sư Thanh Tâm. Dạ con xin xuống ạ, con mời sư ạ. Dạ mô Phật, trước hết con xin kính lễ sư Pháp Trang, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý cô và kính chào quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay mình ôn lại về cái lộ trình tâm mà. Thì lộ trình tâm nó có hai lộ trình tâm. Một á, là nó đi bằng cái ý môn ha, nó đi bằng cái lộ ý, và cái lộ thứ hai là nó đi luôn bắt đầu từ khai ngũ môn. Lộ trình hai lộ trình tâm thì cái lộ trình tâm bắt đầu á là quý vị thấy chữ hộ kiếp hay là cái tâm Pavanga, cái tâm ngủ ngầm, rồi chữ vi là vừa qua, rồi chữ D, chữ A là rúng động, chữ D là dứt dòng, rồi khai ngũ môn, rồi năm song thức, rồi tiếp thâu, rồi thẩm tấn, rồi phân đoán, rồi bảy cái động lực, rồi na cảnh, và cái cuối cùng là hộ kiếp. Thì đây là một lộ trình tâm, nó có 17 cái sát na. Cái đầu tiên là cái ba quan ga là hộ kiếp, là cái tâm ngủ ngầm, nó ngủ ngầm ở trong tâm. Nó giống như cái đường dây điện, cái dây điện gì đó, lúc nào nó cũng có điện ở trong á. Mà khi mà mình gắn cái bóng đèn vô thì bắt đầu nó phát sáng, hoặc là cái bàn ủi vô thì nó nóng. Thì khi mình giống như là một người nằm ngủ đó, nằm ngủ nó mê mê đó. Mình ngủ, mình nói là mình ngủ, nhưng thật ra cái tâm thức của mình nó vẫn làm việc ở trong đó quý vị. Nó vẫn làm việc ở trong đó. Thì cái đó gọi là hộ kiếp vừa qua. Thì khi mà mình gặp cái cảnh á, cảnh thấy, cảnh nghe, cảnh mùi, cảnh vị, hay là thấy, nghe, mùi, vị, cảm thọ đó, thì nó vừa qua, cái nó rúng lên. Ví dụ giờ mình nằm cái mình nghe nghe âm thanh. Âm thanh người ta gõ cửa ha, nó vừa qua, cái tâm nó có cái tâm vừa qua rồi nó rúng động lên, rúng động lên rồi cái nó sanh lên, rồi nó dứt dòng, rồi nó chấm dứt cái sự nghi đó, xong cái bắt đầu ở cái khai ngũ môn, tức là năm một trong năm cảnh đó, năm căn đó, nó khai ra rồi nó đi đến cái thức.
Nhưng mình nghe cái ai tiếng tiếng ai gõ cửa là bắt đầu mình nghe cái mình giật mình dậy, à thì nó có cái tâm tiếp thâu, rồi nó thẩm tấn, rồi nó biết à đây 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 là tiếng của anh chị mình hay là con cháu mình nó gõ cửa ha, rồi nó thẩm tấn, nó phán đoán xong á, rồi bắt đầu nó có bảy cái sát na tâm khởi lên, là lúc này đó là mình bực mình hay là mình khó chịu gì đó ha. Rồi nó sanh lên bảy bảy cái tâm như vậy đó. Ừ. Rồi xong cái rồi cái bực mình xong cái rồi mình ra mình mở cửa, nhưng mà trong lòng cũng bực bực ha, thì nó gọi là hai cái na cảnh cuối cùng. Thì gom lại thì nó có 17 lúc này lúc mình tạo nghiệp á, thì nó có 17 cái sát na thì nó tạo lên. Dạ, mô Phật. Bây giờ mời sư Nguyên Thông nha. Dạ. Dạ, sư Nguyên Thông không có mở phao được đó, đạo tràng. Dạ, thưa sư Tâm. À, như vậy, con xin kính thỉnh, con không biết là sư Pháp Trang có ở trước máy không ạ? À? Sư có nghe âm thanh của con không? Con chỉ sợ sư có khách rồi. Con không thấy sư Pháp Trang giơ tay. À, dạ, như vậy, Nguyên Như xin kính mời chị Nhung kế tiếp ạ. À. Em xin mời chị. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, alo. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con nói được không ạ? Dạ, alo. Dạ, cảm ơn anh Kha. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, Nguyên Như ơi, mình nghe Nguyên Như nói thì mình lên, nhưng mà không phải là mình giỏi đâu nghe Nguyên Như. Xin đính chính lại, mình không có giỏi gì hết á. À, về một cái ví dụ của ngày hôm nay là lộ ngũ môn mà cảnh rất lớn, có na cảnh theo như cái sơ đồ mà của sư Thanh Tâm đã đưa lên, thì đó là lộ ngũ môn cảnh rất lớn, có na cảnh và ở thời Bình Nhật. À, cái này là ở thời Bình Nhật vì nó có bảy đồng tốc. Và cái lộ này thì nó ở dục giới vì nó có na cảnh, vì có na cảnh nên là chỉ ở dục giới thôi. Cảnh rất lớn có nghĩa là cảnh nó tác động rất là rõ ràng. Lộ này lộ ngũ môn vì nó tác động qua năm cảnh ngũ là nhãn nhĩ tỏ tỷ thiệt và thân, do đó nó là lộ ngũ môn cảnh rất lớn có na cảnh. Thì một cái ví dụ như là đến giờ ăn cơm, mình nói là mình nói theo sát na như vậy, nhưng mà thực ra thì nó là một cái xẹt một cái là nó cả tỷ tỷ lộ rồi, nhưng mà mình vẫn phân tích theo cái lộ trình tâm như vậy. Thì đến giờ ăn cơm thì mình chuẩn bị, mình xác định ăn cơm như vậy thì nó sẽ qua những cái hộ kiếp là vừa qua rúng động dứt dòng. Lúc đó mình chưa có ăn, mình chỉ có xác định là đi ăn cơm, thì ba cái hộ kiếp đó nó đã làm việc rồi, là vừa qua rúng động dứt dòng là nó dứt cái dòng hộ kiếp. Sau đó thì mình đi đến mâm cơm, mình đến mâm cơm thì mình thấy cái mâm cơm thì trong đó mình thấy là có một tô canh chua rất là ngon, có cá này, có bạc hà này, có cà chua, nói chung là rất là ngon. Thì lúc đó là khai ngũ môn nó sanh lên, khai ngũ môn rồi nó qua luôn là vị giác, là thần kinh thiệt luôn. Xong rồi cái mình bắt đầu mình khai ngũ môn là mình nhìn thấy, rồi khi mình ăn mình đưa cái miếng canh đó vô miệng thì là thần kinh thiệt qua vị giác. Sau rồi đó thì nó qua tới tiếp thu luôn, nó qua tới quan sát luôn, là mình thấy cái món này nó
nó chua nó ngon, cái mình xác định cái món này ngon lắm, thế là đồng cái đồng tóc nó xanh lên là mình ăn và mình rất là thích thú. Rồi cái khi mình ăn xong rồi mình còn còn chép miệng, mình còn thèm, thì mình thấy nó bị chua chua cái mình nuốt nước miếng hai cái nữa, nuốt nước miếng tức là nó là na cảnh, hoặc là mình ăn thêm một chén nữa thì cái đó nó là cái na cảnh. Rồi cái ăn xong rồi đã mình cảm thấy là như vậy là nó vừa biết thỏa mãn với cái ý của mình rồi, thì là mình bắt đầu ngưng, mình qua một cái món khác. Thì mình có thể hiểu ở đây là cái giai đoạn là chấm dứt một lộ, chấm dứt cái lộ mà 17 cái sát na này, thì nó qua cái hộ kiếp để nó chuẩn bị qua một cái lộ tinh lộ trình tâm khác. Đó mình thực ra thì trong một nháy mắt thì nó nhiều lộ tâm để mà xác định được một cái vị đó nó ngon, hoặc là một cái đó là một cái cảnh gì thì nó nhiều lộ, nhưng mà đây thì mình phân tích thì tạm thời là như vậy. Dạ, thưa sư, con đã ví dụ một lộ trình tâm về 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 thần kinh thiệt, dạ con là thiệt thức, cái này mình cái đó là cái món ngon, thành ra là đó là cái thiệt thức, quả quả thiện. Dạ, và khi mà một cái thiệt thức quả thiện thì tâm tiếp thâu cũng là thiện, tâm quan sát cũng là thiện, rồi cái đồng tóc của mình á, thì nếu mà mình không tác ý khéo thì mình sẽ thích thú, mình sẽ thích ăn cái món đó quá, thì mình sẽ không không chú ý đến những món khác chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì đó là qua cái đồng tóc. Dạ con đã ví dụ xong, con xin xuống mic ạ. Xin kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn Nguyên Như ạ. Sa thú chị, đạo tràng ơi, thấy 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 cái thí dụ của chị Dung cho rất là hay phải không quý vị? Quý vị có thể là mình đặt nó có 10 cái loại tâm, tức là vừa tâm thiện vừa tâm bất thiện, rồi mỗi cái tâm bất thiện thì có là mắt tai mũi lưỡi thân, và tâm thiện cũng là mắt tai mũi lưỡi thân. Thành ra mình có tất cả là 10 cái loại khác nhau về cái ngũ song thức để mình làm quý vị, làm cái ví dụ ha quý vị. Rồi Nguyên Như xin mời vị kế tiếp, mình cứ thay phiên nhau mình làm. Khi mà một vị lên đó, thì tất cả lớp ngồi nghe thì mình sẽ thấm và rất là xa thú, rất là hay phải không quý vị? Bây giờ mình ngồi học với nhau mà mình không nói nữa thì đâu có cái lớp nào mà cho mình ngồi mình nói như vậy để mình ôn với nhau đâu phải không quý vị? Bây giờ cũng như không biết là mời vị nào đây, mời Quanh Phan được chưa, hay là Ca Vinh, hay là chị Hà, hay là anh Giang, người nào rảnh thì lên trước nha, cho như xin tín hiệu ha, cũng như mình nhường mic cho cả nhà nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Nam mô Đàm Mà, Nam mô Sằng Cà, con kính lạy Phật Bảo, con kính lạy Pháp Bảo, con kính lạy Tăng Bảo, con kính lạy Sư Thanh Tâm, con kính lạy Sư Nguyên Thâm, con kính lạy Sư Pháp Trang, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Thì cái ví dụ mới có vài câu hỏi, nhưng mà trước khi hỏi câu hỏi thì mới xin trả bài trước. Thì cái ví dụ của Mỹ là về động đất, đang nằm ngủ bị động đất nha. Thì cái đó là qua cảm thọ, thân thọ thì đang nằm ngủ, thì cái đó là tâm hậu kiếp đã đang hoạt động. Thì động đất làm cho cái thân người của mình nó cái giường của mình và cái thân người của mình nó rung, thì lúc đó hành giả sẽ đang 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 ngủ nhưng mà bị giật mình, và thì cái đó thì qua qua hậu kiếp và qua rung động và dứt dòng luôn. Thì một khi mà dứt dòng thì họ đang ngủ say mê mà bị đánh thức dậy không biết là cái gì, thì hành giả sẽ khá ngu môn, sẽ hướng tâm qua qua những năm năm cái cảnh kia để mà nó bắt cảnh vào, thì nó biết cái đó là sự sự
sự thay đổi của cái nó sẽ bắt qua cái sự thân thức, tại vì cái nó cảm nhận được cái sự di chuyển của cái thân, thì ngũ xâm thức sẽ đưa tâm hướng về thân thức để bắt cảnh, thì tâm tiếp thâu nó sẽ đưa cảnh vào và tâm quan sát cái sự rung chuyển này, và xác định thì cái định nghĩa của xác định chắc lúc đó là xác định là lúc đó là anh sở hữu tưởng nó nhảy vào để mà nó quán nó phân định được là cái này là do sự động đất thành ra mới có trường hợp như vậy. Rồi tới anh động tóc từ 10 tới 16 ha. Từ 10 tới 16 thì anh động tóc khởi lên là chắc anh động tóc lại, tại vì hôm qua kỳ trước là Nguyên Như nói anh động tóc là cái anh đó là anh tạo tác nghiệp là ngay đó, và xác định là cái anh chưa có đạo tạo tác. Vậy thì qua cái tâm sở thì xúc thọ tưởng lúc đó chưa tạo tác, vậy thành ra cái kỳ giờ trước mình mới hỏi là anh xác định là cái lúc đó có sở hữu tưởng, còn cái anh mà có tạo tác và tạo nghiệp á, là anh động tóc á, là lúc đó có sở hữu tư ở trong rồi, nên và nó có sự những cái tâm bất thiện nó nằm ở trong, hoặc là những tâm thiện nó nằm ở trong, thành ra lúc đó tâm động tóc nó khởi lên thì nó sợ sợ bị sập nhà hay là sợ bị bể đồ hay gì đó. Rồi thì một khi cái wave của cái động đất nó qua thì lúc đó cũng vẫn còn hồi hộp, thì đó là hai cái tâm mót. Thì rồi một qua xong rồi cái ngủ tiếp, rồi là tâm hậu kiếp tiếp tục. Vậy thì cái câu hỏi của Mỹ là cái tâm hậu kiếp đầu tiên và cái tâm hậu kiếp cuối cùng, là cái tâm hậu kiếp đầu tiên là số 1 và số 19. Cái trạng thái của tâm số 1 và cái trạng thái của cái tâm 19 nó khác nhau, phải không Nguyên Như? Ngủ tiếp được không vậy? Ôi dạ được. Nhưng mà cái lúc đó cái trạng thái của cái tâm nó khác nhau hả Nguyên Như, hay là nó giống nhau? Một khi mà mình trải qua cái hậu kiếp rúng động rồi dứt dòng, rồi nó qua những cái cảnh đó xong rồi cái nó ngủ trở lại, thì cái hậu kiếp nó cái số 1 và số 19 nó the same, hay là nó có sự thay đổi gì khác? Thì cái đó là cái câu thắc mắc của mình. Dạ, xin xuống mic ạ. Dạ, theo cái hiểu của Nguyên Như đó, là cái đó là hai cái trạng thái tâm nó giống y nhau. Tại vì tâm hậu kiếp á, thì mình được học là chia ra làm bốn cái loại, nó cũng là hậu kiếp thôi. Nhưng mà là hậu kiếp là một cái trạng thái, nó nhớ là cái chỗ mà giống như chị Nhung nói nè, là tục sanh, hậu kiếp và tử, nó y như nhau có một loại. Nhưng mà khi mà trong cái trường hợp mà vô cái lộ trình tâm á, thì nó lên cái chỗ hậu kiếp vượt qua, rồi hậu kiếp rúng động, rồi hậu kiếp biết dòng, nó có cái tên nó Mỹ, nó vẫn có được chứ quanh. Tự vì khi mà mình ngủ quá thì khi mà mình vẫn còn sợ động đất thì nhiều người sợ lâu thì người ta tỉnh luôn, còn nếu mà cái người nào sợ chút xíu giống như là baby hoặc là đứa bé 2-3 tuổi nó lên cái là nó cũng ngủ tiếp. Là thành ra không có tùy tùy người, nếu mà mình lo nhiều quá thì mình sẽ không ngủ được, từ lúc đó cái lộ trình tâm sân nó sẽ nhảy vô. Còn nếu mà bình thường người mình mà không có lo lắng gì nhiều thì mình hết rồi hả, rồi hết rồi ngủ tiếp, hoạt động thì giật mình dậy tiếp vậy đó. Giống như bên Cali người ta tối ngày người ta động đất hoài, không lẽ là không ai ngủ hết phải không? Rồi bây giờ Nguyên Như xin xuống mic, Nguyên Như mời Quanh Phan nha. Quanh Phan có thí dụ sẵn chưa? Xin mời chị nha.
Anh Giang ơi, anh Giang về tới nhà chưa? Xin mời anh cầm mic nha. Rồi xong rồi đến anh thính pháp nữa nè. Sao mà ngồi meditate lâu quá? Rồi như xin mời cả nhà nha. Mình còn có nửa tiếng nữa thôi, mỗi người lên nói mấy phút là hết giờ rồi. Dạ, cũng như xin nhường mic lại cho cả nhà nha. Dạ, Nam mô Bố Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin đảnh lễ quý sư và kính chào cả lớp. Không biết quý vị dạ dạ nghe rõ và cảm ơn cô Kim Nhung. Tại vì cũng đi ngoài đường cho nên sóng nó cũng hơi chập chờn đó cho nên thôi để dạ. Theo con nghĩ thì con có một cái thí dụ như vậy mà không biết là có được hay không, cái gì đạo tràng giúp mổ xẻ để cho mình hiểu thêm đó. Và giống như là chẳng hạn như mình ngủ buổi sáng mình ngủ thức mình ngủ dậy thì mình cái alarm nó reo lên thì lúc mình ngủ đang ngủ đó là cái tâm hồ kiếp, cái alarm nó reo lên thì giống như mình còn giật mình dậy đó thì mình cũng còn giống như mình đang say ke tò mò bơ bơ vậy đó thì mình tìm tìm cái hướng của cái alarm thì lúc đó thì là chắc là nó rung động thì mình tìm tìm cái hướng để mình tắt cái máy alarm, lúc đó là đúng như là nó dứt dòng rồi, mình tìm qua mình cầm cái máy lên để mình tắt nó, xong rồi mình dòm lại coi có phải coi nó đúng phải 5:30 sáng hay không, mình set 5:30 sáng thì cũng trong đầu mình coi coi lại có đúng là 5:30 sáng hay không mà sao giờ này nó đã reo rồi, tại đang ngủ ngon mà. Thì giống như là lúc đó là cái nó vô cái mình nhìn kỹ lại thì là cái nhĩ môn của mình nó bắt vô mình coi lại lúc đó cái mình phán đoán à đúng rồi 5:30 sáng rồi chứ không phải là nó kêu sớm gì hết á. Thì thường là cái giờ này không biết là mình có người thì thiền hay là mình đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi làm gì đó, mình cũng trong đầu mình tự nhiên tính mấy cái chuyện đó thì chắc là mình dòm lại cái mình thấy ồ ok nó đúng rồi 5:30 sáng rồi thôi, nhưng mà cũng còn phân vân cái mình gãi 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 đầu hai cái mình nằm xuống mình ngủ tiếp thì lúc mà mình gãi gãi đầu đó giống như là hai cái tâm mót gì đó, xong rồi cái mình nằm xuống cái mình ngủ tiếp thì nó qua cái hồi kiếp tiếp theo thì không biết là cái ví dụ đó có gần sát với lại cái lộ trình tâm mà mình học hay không. Nên nếu mà có thiếu mấy cái giai đoạn nào thì nhờ Nguyên Như với lại cả lớp bổ sung vô thêm. Dạ cảm ơn. Gãi ba đứa gái cũng được, mấy cái cũng được. Hai cái cho nó dễ hiểu một chút. Dạ cảm ơn. Dạ mời Nguyên Như ạ. Dạ, Nguyên Như có câu hỏi đối với anh Giang là như vậy, cái chá quá ná của anh nó nằm cái chỗ nào vậy anh? Cái chỗ mà rồi cái tiếp thâu với cái thằng quan sát, anh cho Nguyên Như xin lại cái câu trả lời chỗ đó ha. Tiếp thâu nè, quan sát nè, đoán định với chá quá ná. Nguyên Như xin anh Giang phân tích lại chỗ đó thêm một chút xíu. Dạ, em xin xuống mic. Cái tiếp thâu là cái lúc mình cầm cái alarm lên mình coi lại đó, mình coi lại coi nó phải đúng cái 5:30 sáng chưa. Tiếp thâu với lại cái gì nữa ta, với lại mình cái mình à mình thấy à đúng rồi đúng là 5:30 rồi là khi nó phán đoán lúc đó mình quan sát xong rồi mình xác định mình là mình phán đoán à đúng rồi năm đúng 5:30 rồi chứ không phải là nó sớm hơn hay là trễ hơn cái giờ mình cái đồng hồ nó như vậy là đúng rồi. Dạ thì chị thấy có bao nhiêu đó thôi, hy vọng là hơi như chính xác, nếu mà thiếu thì nhờ đạo tràng cùng nhau bỏ thêm vô những cái detail để cho nó hoàn chỉnh hơn.
Dạ, xin đạo tràng cho một cái tín hiệu ạ. Nam mô Phật đệ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cái cô với cái ví dụ mà Giang đưa rất là chính xác. Tại buổi sáng bên này con đi làm sớm với mấy sư đạo tràng, thì là sau khi mình tiếp thâu đóng định xong đó, thì bắt đầu dòng tâm lên là trời ở lúc này phải dậy để làm sớm, mệt mỏi quá đi. Thì đại khái là có nhiều lúc mệt mỏi vậy không được đó, cái tâm mình khởi lên những cái tâm là không muốn đi làm, hay là các bạn hay cấu giận buồn bực đó, là bắt đầu lúc có tâm tạo nghiệp được. Quý vị thì trong vòng mà từ tâm số 10 cho đến số 16 là 7 động lực tâm, nó tạo nghiệp chính là tại đây. Tại vì sau cái tâm mà đón định, quan sát đón định xong rồi đó, là lúc này là hoàn toàn tâm thức mình hoàn toàn bất mãn với cái tiếng kêu phải dậy trong lúc này, thì lúc này là hoàn toàn tạo nghiệp bất thiện trong cái thời điểm này, tại vì đã xảy ra rất nhiều lần ở trong trường hợp này. Dạ, con xin đóng góp một xíu ý kiến. Sa thú. Dạ, thưa đạo tràng, nguyên như thấy anh thính pháp đã phân tích ké cái thí dụ của anh Giang, nhưng mà như vậy nguyên như xin mời anh thính pháp lại lên cho cái thí dụ của anh. À, tự vì Nguyên Như biết anh cũng có nhiều thí dụ hay lắm mà tại sao lấy ké của anh Giang chi? À, bây giờ mình còn tới 20 phút nữa, Nguyên Như mời anh thính pháp lại ha. À, hồi nãy giờ là mình có gì? Có cái alarm nè, rồi mình có động đất của Mỹ nè, mình có ăn canh chua của chị Nhung nè. À, bây hồi nãy giờ, cái đó là cái nghe rồi ha, cái này là cái thân, có cái nếm rồi, có cái nào là ngửi mùi không? Quanh Phan lên trước đi ha, để cho anh Thính Pháp suy nghĩ chút xíu ha. Rồi, Nguyên Như xin mời Quanh Phan nha. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con kính chào quý đạo hữu. Tôi không có được tập trung cho mấy á, thì bây giờ anh cũng đại khái là cũng có cái ví dụ thôi, thì nếu mà đúng không đúng gì á, Nguyên Như sửa và đạo tràng nghe hoặc đạo tràng sửa giùm cho mình. Mình lấy cái ví dụ là giống như là trưa đó, nếu mà mình trưa mà mình đang ngủ trưa như vậy á thì đang ngủ rất là say, đó là cái giai đoạn đầu, là cái giai đoạn hộ kiếp. Và khi tự nhiên đang ngủ say vậy á, thì tự nhiên mình nghe cái tiếng đùng đùng, rồi nghe tiếng người nói chuyện mà mình đang ngủ say như vậy, thì nó lọt vô cái mình thấy là mình bị giật mình thức dậy. Thì đó thì nó cũng qua cái hộ kiếp vừa qua với lại hộ kiếp rung động, nó làm cho mình thức giấc. Thì lúc đó cũng là cái hộ kiếp mà rúng động và những cái mà dạ xin sám hối tại vì con bị rớt mất à. Thì cái lúc đó thì cái hộ kiếp mà dứt dòng nó cũng sanh lên, và cái lúc đó cái kháng ngũ môn, và khi mà mình mới kháng ngũ môn nó mới sanh lên, thì mình mới mới bắt đầu mình mới thấy được, là mình mới nghe được cái tiếng đó, rồi mình mới định là cái tiếng đó nó từ đâu, rồi mình mới mở cửa phòng, rồi mình mới ngó ra thì mình mới biết được, à thì mình mới nghe được, thì ra là cái nghe đó, thì bắt đầu mình mới tiếp thâu là mình thấy được là ở ngoài đó mấy đứa nhỏ nhà mình nó kéo bạn tới hát karaoke xong rồi á, cái mình mới tiếp thâu là mình biết nó hát karaoke, rồi mình mới quan sát xem là nó hát nhạc gì, rồi nó có bao nhiêu đứa bạn đến. À, rồi xong rồi cái mình lúc đó là cái tâm mình bắt đầu mình quan sát, rồi mình mới đã xác định là bao nhiêu đứa nó tới nhà mình nó chơi. Xong rồi lúc đó cái tâm động tốc mình á, bắt đầu nó mới sinh lên, là mình mới
mình mới 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 thấy, mình mới thấy là cái tâm đó là mình không có được vui, là tại vì mình đang ngủ mà con mình nó hát như vậy, rồi mình mới 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 nói với nó là hát vừa phải thôi để cho, nói chung là tâm nó cũng hơi sân. Rồi thì khi mà mình nói xong rồi á, thì bắt đầu một cái tâm nữa là cái tâm mót á, nó ấy là mình cũng không có vui, là mình cũng hơi gườm gườm đó nữa, rồi bắt đầu mình mới là đi vô mình ngủ tiếp. Rồi đó là cái tâm hộ kiếp là tiếp tục, không biết như vậy, không biết mình phân tích vậy không biết có đúng không, nguyên nhân sửa lại cho mình. Dạ, kính gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Cả nhà có đồng ý, sa thú Nam Mô Bụt Thầy giá, sa thú cả, cả nhà có đồng ý các phân tích của chị Oanh không? Anh Mỹ ơi, anh Mỹ có thể cầm mic không? Anh Mỹ nói theo cái phân tích của anh Mỹ về cái thí dụ của chị Oanh thử nha. Dạ, Nguyễn Như xin mời anh nha. Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thầm giá, Nam Mô Sân Gà giá. Dạ, cũng cái explanation của mình cũng giống giống vậy. Tại vì khi mà có tiếng động ở ngoài, đang ngủ cho cái tiếng động ở ngoài làm mình thức giấc, thì ngủ xong thức hướng ra bắt cảnh bằng cái nội này, là bắt cảnh bằng nhĩ môn bắt cảnh, thì nó tiếp thâu vào biết đó là tiếng con của mình. Một khi biết là đã xác định rồi, tiếp thâu cái tiếng động của những đứa nhỏ nói chuyện. Quan sát nghe cái tiếng này là tiếng của con mình hay là của người hàng xóm hay là ai đó, cái là quan sát, rồi xác định nó là nó đang ca nhạc hay là gì đó, cái là xác định. Xong rồi đóng tóc nữa, lúc đó là nếu mà không có bực mình thì nghe như nghe thôi rồi ngủ tiếp, còn nếu mà bực mình thì tâm bất thiện nhảy vào rồi. Nếu mà làm cho mình cái này là cảnh cảnh mạnh ha, vậy thì nếu cảnh mạnh thì là làm nếu cảnh mạnh ha, cho có ai có thể cho cái ví dụ mà nếu mà cảnh thiện á, nếu một tiếng động ầm tới cái lỗ tai mình mà không có tâm mót không kìa? Nếu mà có tâm mót thường thường mình nhìn thấy là nếu mà có tâm mót là cái đó là tâm bất thiện không à, tại vì hoặc là nếu một một tiếng động ầm đến thì có một tiếng nhạc ầm đến mà nó là mình giật mình đi cho ví dụ nha, thì một khi mà biết xác định cái đó là tiếng nhạc hay mà mình thích đi, vậy cũng là tâm tham, cũng bất thiện luôn ha. Mỹ thật sự không có cái không biết ai có biết cái example nào mà có thể cho một một cái ví dụ mà có thể cái ví dụ đó là cho một tâm thiện khởi lên, tâm đóng tóc đó là tâm thiện và tâm mót cũng là tâm thiện luôn. Cho xin ví dụ Mỹ thì chưa có, so xin cái ai có ví dụ về cái đó cho chia sẻ. Mình xin xuống mic nha. Sa thứ. Sa thú sư huynh Lý vô trễ, xin mời sư huynh cầm mic nha. Hồi nãy ai cũng cầm mic rồi. Bây giờ xin mời huynh lên cho thí dụ cho anh Mỹ nha. Huynh như xin xuống ạ. Nam mô Buddha, Nam mô Dhamma, Nam mô Sangha. Xin kính chào toàn thể đạo tràng. Thì giống như hôm bữa đó, Calvin, hôm bữa chị Hà trong cái lớp sau khi em học cái lớp cái pháp của thầy Pháp Tính, thầy tụng kinh cầu an đó, thì chị Hà chỉ
Chị nói rằng khi nghe tiếng kinh tụng lên thì lòng của chị hoan hỷ đó. Thì cái tiếng mà nó diệt ý mà nó thì đương nhiên là khi cái âm thanh nó vào thì tâm nó tâm xác định nó biết rồi, nó biết gọi là tiếng kinh, tiếng nhạc thì nó vô nó biết tiếng nhạc, tiếng kinh thì nó biết tiếng kinh. Nhưng mà cộng với cái nghiệp quá khứ là có sự hiểu biết rằng đây là tiếng kinh, đây là kinh tiếng kệ của là một thiện pháp, thì cái tâm nó khởi lên cái sự hoan hỷ, tâm hỷ là tâm thiện, thì đó cũng là một cái ví dụ mà cái cảnh diệt ý. Thực ra thì diệt ý là cũng do cái nghiệp quá khứ của cái người thụ cái cảnh đó. Ví dụ như Hồi giáo mà nó nghe mình tụng tiếng kinh thì chắc là nó không có thể là nó không diệt ý đâu, nó thấy tượng Phật nó cũng không diệt ý. Còn là những người như chính xác là như vậy, sát cảnh sát, sát cảnh thinh, nó có cái tính trung tính của nó không có cái thọ. Nhưng mà thọ duyệt ý hay thọ không duyệt ý, thọ vui hay thọ buồn, thọ tốt hay không thọ tốt, đều là do cái chúng sanh, nghiệp của chúng sanh. Thì chị Hà chỉ nghe tiếng kinh sướng lên, cái lòng chỉ hoan hỷ hớn hở vui sướng trong lòng đó. Thì cái đó là nếu mà chỉ biết rằng đây là pháp thiện thì cái đó là tâm hỷ nó khởi lên, cái đó là pháp thiện, chứ không phải là pháp tham. Cái pháp tham nó cái cảnh nó khởi lên nó thích nhưng mà nó muốn chiếm giữ lấy. Còn ở đây chị Hà, trạng thái của chị Hà diễn đạt ở trong cái lúc đó là không phải muốn chiếm giữ lấy, mà cái niềm vui hạnh phúc, cái lời kinh tiếng kệ của sự tụng kinh, sự duy túc phúc của chư tăng đến với các vị Phật tử như vậy thì khởi lên cho cái chị cái tâm nó hoan hỷ vui sướng như vậy, thì cái đó là tâm hỷ, thì cái đó là tâm thiện. Thì xin chia sẻ nó như vậy. Rồi cái tâm mót, khi mà cái cảnh nó lớn, cái tiếng kinh nó lớn, nó được tụng giòn giả nhu nhuyến, cái âm thanh hai người, người này tiếp người kia tiếp sức người kia, tiếng kinh, lời kinh tiếng kệ nó dồn nó như giống như là nước thủy triều vậy đó. Thì cái đó đối với chị sẽ là cảnh rất lớn. Thì nó cái mót nó sẽ cũng sẽ hoan hỷ, là vì sau khi tụng kinh rồi thì mới nói lên cái lời, cũng còn cái trạng thái vui sướng nó mới còn, cho nên mới nói lên được cái lời, là lúc đó tâm nó vui sướng. Tại vì nếu mà nó không có đủ cái lực nó mạnh thì giống như một cái cảnh hiện bài lên có một chút vui nhẹ, nhưng mà đến khi nó xong rồi nó không còn đủ sức mạnh để mà có thể nói lên hoặc là diễn đạt qua cái thân biểu tri hoặc cái lời ngữ biểu tri cái chuyện nó đã qua mà chị ấy đã, chị Hà đã hoan hỷ như vậy. Thì cái trạng thái nó, cái gì nó đã qua rồi mà nó còn đủ sức mạnh như vậy, tức là hai tâm mót của chị cũng đầy đủ cái pháp hỷ đó. Thì cái điều đó là mình biết chắc là như vậy. Tại vì kể lại mà cũng còn hoan hỷ, tức là lúc đó đối với chị cái cảnh này là cảnh rất lớn, mà là thuộc về cảnh thiện. Nhà xin phân tích là như vậy. Cũng kính xin cả nhà đồng góp ý với cái trạng thái đó, tức là sau khi có câu chuyện là sau khi mà chư tăng tụng kinh cái hôm bữa thứ ba kỳ vừa rồi, thứ năm thì chị Hà chỉ có tỏ bài cái trạng thái vui mừng vui sướng hoan hỷ khi mà chư tăng tụng kinh để chia phước cho hai cái vị Phật tử đó. Dạ, cái câu chuyện là như vậy. Dạ xin hết. Ủa, nút bấm tiêu rồi ta. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cái chỗ mà cái lộ trình tâm cảnh ngủ đó, thì Nguyên Như có một cái chỗ nốt đó, thầy kinh giảng là khi mà mình qua tới cái tâm đoán định đó, thì nếu mà mình không khéo đó thì cái tâm tham hoặc là cái tâm sân nó mới nhảy vô. Khi mà mình gặp, chẳng hạn như mình gặp một cái bài hát hay quá, mình mở hoặc là mình đang đi trên đường đi bộ, đi tập thể dục, thì tự nhiên nghe cái tiếng văng vẳng của Khánh Ly hát ra, thì khi mà cái âm thanh nó quá hay, nó làm cho mình thích thú, thì
à, cái chỗ mà cái tâm quan sát đó, bắt đầu nghe giọng ai hay quá vậy, nó mới đã đoán định, wow, cái giọng oanh vàng của Khánh Ly, cái giọng rất là hay đây, thì cái tâm tham nó sẽ nhảy vô cái chỗ mà trá quá ná đó, thì cái khi đó, đó thì một cái dàn tâm bất thiện nó sẽ nhảy vô. Còn khi mình gặp một cái người nào mà hát cải lương hoặc là cái giọng cải lương đó mình không thích á, tự nhiên mình nổi cái tâm sân lên, thì cái chỗ này đó thì trá quá ná vô là chỗ cái tâm sân. Thì Nguyên Như thấy anh Mỹ hồi nãy anh Mỹ hỏi đó Nguyên Lý, là có khi nào mà mình gặp cái, tức là về cái cảnh bất thiện hay là cảnh thiện, là nó chỉ là những cái tâm vô nhân thôi. Nhưng mà khi mà mình có những cái tâm của trá quá ná này nè, tức là mình tự động mình nhảy vô, tức là những cái trên nó giống như là một cái camera nó để ở đó, nó không có cái cảm xúc, cái emotion ở trong, phải không anh? Còn đến trá quá ná này, lúc này mới là cái thích và không thích nó nhảy vô. Thì cái câu hỏi của Nguyên Như đó, là cái này á, một á, là sân, hai đó là tham. Còn nếu mà cái trạng thái giống như là mình nghe tiếng kinh kệ nè, mình học pháp trên lớp nè, rồi mình có những cái cảnh thiện đó đó, thì nó có gọi là cái lộ trình tâm ngũ môn mà cảnh rất lớn này hay không? Giống như khi mà anh ngồi thiền rồi anh, khi mà anh xuất thiền ra mà anh phê phê đó, thì hình như là qua cái lộ khác rồi anh ơi, không có phải là lộ này nữa. Hình như cái đó là câu của anh Mỹ muốn hỏi đó Quỳnh Lý. Và Nguyên Như xin nhường mic lại cho Quỳnh nha. Dạ Nam Mô Bụt Đa, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ xin kính định chờ toàn thể đạo tràng một lần nữa. Hồi nãy Nguyên Như phát biểu cái câu mà tâm vô nhân, nó có phải là cái âm thanh nó khởi lên, có phải là tâm vô nhân không, hay là mà nó không vô trá quá ná thì là nếu mà bất thiện thì nó một là tham, hai là sân, ba là si. Còn nếu mà là thiện thì nó là một trong cái tâm thiện dục giới đó, hoặc là tâm duy tác dục giới của các vị A La Hán, thì thôi mình tạm mời các vị A La Hán mình chỉ nói về cái lộ thiện, hoặc là những cái lộ giống như là mình nói trong vô nhân. Khi bà nói đã nói những cái tâm vô nhân á, thì nó không có tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si trong đó, tại vì cái đó là nhân ạ. Cái đó là nó có nhân, nó hữu nhân, nó thuộc về trá quá ná. Còn ở đây khi tiếp cảnh nó tác động vào các thần kinh đó, rồi tiếp thu, rồi quan sát, rồi kháng ngũ môn, kháng ý môn, tất cả những cái này là nó thuộc về tâm vô nhân. Nó chưa có cái những cái tâm này nó khởi lên một cách máy móc. Nó máy móc xong rồi đó, thì đoán định, xét định cảnh qua kháng ý môn rồi đó, lúc đó thích hay không thích, thì sẽ tham hoặc sân, hoặc là không biết rõ cái này là ai, còn đang mờ lưỡng lự rồi hoặc là cái cảnh nó làm cho cái tâm nó đơ ra, thì nó là tâm si nó khởi lên, thì cái đó là nó trong trái quá ná nó có tham, có sân, hoặc là có si, hoặc là những cái tâm thiện hợp trí, hoặc là ly trí chẳng hạn, một trong tám cái tâm thiện nó khởi lên. Chứ mình nói đã nói vô nhân rồi mà mình hỏi nó có phải là nó có một trong mấy cái nhân đó, thì nó là câu hỏi đó, bản thân câu hỏi đó ra là nó không thích hợp rồi nha. Cái phần thứ hai Nguyên Như đặt câu hỏi mình cũng chưa có hiểu rõ lắm, nhưng mà để cố gắng trả lời là hay là Nguyên Như xin phép lặp lại cái phần thứ hai của câu hỏi đi, tại vì nghe anh sao nó cũng chưa có hiểu rõ câu hỏi lắm. Dạ, xin hỏi. Dạ, Nguyên Như chỉ lặp lại câu của anh Mỹ hỏi hồi nãy đó, là cái chỗ mà anh Mỹ hỏi có khi nào mà cái trá quá ná nó có cái thiện hay không? Tự vì lúc nào cũng có thấy là thích quá đó thì là tâm tham, còn bực quá đó thì nó tâm sân. Như vậy cái thiện á, thì là cái gì ở đây? Hồi nãy anh Mỹ có hỏi như vậy đó Quân Lý. Chào Quân Như xin xuống nè. Xin ra. Dạ, Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Tam Ma, Nam Mô Sa Khế. Thì hồi nãy anh Mỹ hồi nãy có trả lời rồi đó, nhưng đưa cái ví dụ của chị Hà ra, cái trường hợp mà khi cái sắc cảnh thinh nó
vô tai của chỉ nghe chư tăng tụng kinh một cách giòn giả mềm mại mà nó nhu nhuyến đó, thì cái đối với thì khi 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 mà sắc cảnh thinh nó đi vào kháng ngũ môn rồi kháng ý môn, nó làm việc, nó xác định cảnh, nó biết đây là cái cảnh diệt ý, cảnh thiện, nó hoan hỷ với cái trạng thái, cái tâm nó hoan hỷ với cái cảnh đó, không phải là do tham, là vì không phải là cái trạng thái dính mắc mà muốn chiếm làm tư hữu của riêng thì cái đó là tham. Nhưng ở đây chỉ duyệt ý rồi, chỉ biết là cái điều này, cái điều thiện, cái chính bản thân cái pháp đó cũng là đạo pháp thiện, thì cái đó là tâm nhĩ thức quả thiện đó, nó khởi lên. Thì khi mà qua trái quá ná hoạt động thì trong tâm nó khởi lên cái trạng thái hiển, vui sướng, duyệt ý. Thì cái đó là cái chavana, lúc đó là cái tâm một trong ba cái nhân là vô tham, vô sân hoặc là vô si nó đang hoạt động. Mà trạng thái ở đây là chắc là cái vô si là vì hiểu biết được cái nhân quả của cái cảnh nó đang hiện bày, vì mình có tu học, mình có vào lớp, mình mới được hưởng những cái cảnh như vậy, hưởng cảnh những cảnh chư tăng tụng kinh mà cầu nguyện chia phước báo và hồi hướng chư thiên. Những cái cảnh đó là hoàn toàn là nói cái chuyện mà hồi hướng phước báo rồi chia phước rồi cho chư thiên và cầu nguyện cho Phật tử như vậy, đó là vô tham vô sân hành xả rồi. Cho nên là cái đó là tương ưng trí đó. Những cái nhân mà chư tăng làm cái điều đó, chính bản thân những cái vị sư đó làm những cái điều đó từ cái tâm thiện, tức là chavana đó là thiện đó, tức là có nhân vô tham vô sân và vô si đó. Thì mà cái người nghe như chị Hà hoặc là tất cả Phật tử chúng ta trong đạo tràng cái ngày hôm đó cũng khởi lên cái tâm hoan hỷ vui sướng mà dự ý, mà nó cái đó là tùy hỷ nữa. Nó có cái vô lượng phần tùy hỷ trong đó, thì đương nhiên nó có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả rồi, mà kết hợp với trí tuệ. Thì đó là vô tham vô sân vô si là ba cái nhân có sự hiểu biết đó, đúng rồi đó. Chính vì có sự hiểu biết cho nên mới có vô si. Nó có tức là tâm sở tuệ huyền, tuệ quyền đó. Tức là tâm thiện mà hợp trí đó, thì đó là đã có nhân rồi đó. Nhân là gì? Bất thiện là tham sân si, còn tịnh hảo là vô tham vô sân vô si, một trong ba cái đó. Mà trong trường hợp mà cho ví dụ của chị Hà, tức là có cả ba đó, thì lúc đó đang ngồi hưởng thụ cái cảnh mà chư tăng tụng kinh giòn giả ngồi đó, liêm diêm ra mà khởi lên cái tâm nó vừa hoan hỷ mà vừa nó kêu là chú tâm vào cái cảnh nó đang hiện bày, và không có tham đâu, chắc chắn là không có tham, là vì không có cái trạng thái tại đang hoan hỷ vui mừng trong cái sự hiểu biết và vui mừng cho các những vị mà được hồi hướng ngay cả chư thiên nữa mà. Cho nên là cái đó là thiện rồi đó. Mà có thiện tức là nhân đó, nhớ nhân á là ba thuộc về bất thiện là tham sân si, ba thuộc về thiện là vô tham vô sân vô si, còn ba cái nhân mà vô tham vô sân vô si thuộc về của các vị a la hán thì cái đó thôi mình đạt tới là vì không có thực tế đối với mình hiện tại. Yeah. Xin hết. Xà thú. Dạ, Nguyên Như kính xin đạo sám hối với đạo tràng nha. Hồi nãy Nguyên Như đi qua cái tâm của những vị cười của vị A-la-hán đó, tới cái phần đứng chánh đấng chánh giảng cho đức cho Nguyên Như xin sám hối. Đức chánh đẳng chánh giác đó, khi mà cười lộ chót răng mà thôi đó, cái còn nguyên một cái dàn tâm làm việc cười mà Nguyên Như sót đó quý vị, để cho có khoảng 3-4 phút đi qua xong là mình đi xong hết luôn cái phần tâm vô nhân, mình khỏi đi trở lại nữa. Bắt đầu tuần sau là mình đi vào cái bài 11 luôn quý vị ha. Cái này thì cũng dễ thôi, Nguyên Như chỉ đọc sơ qua thôi, là về những cái tâm mà làm việc cười đó. Cái thứ nhất á, thì Đức Phật là Đức Chánh Đẳng Giác, thì Ngài cười một loại cười thôi, tức là cười lộ chót răng hay là cười mỉm đó. Thì những cái tâm gì mà nó contribute vô cái sự cười của Ngài là hai cái tâm duy tác, dục giới, thọ hỷ, hợp trí. Thì hợp trí này có vô trợ và hữu trợ. Đức Phật không xài tâm vi tiếu nha quý vị, chỉ có bậc A-la-hán xài tâm vi tiếu. Còn Đức Phật thì Ngài cười mỉm. Ngài cười mỉm hoặc là gọi là cười lộ chót răng đó. Thì Nguyên Như xin nhắc lại là Ngài dùng một trong hai cái tâm duy tác, dục giới, thọ hỷ, hợp trí,
phải là hợp trí nha, vì là Đức Phật. Còn bậc độc giác đó thì ngài cười với 104 tâm duy tác thọ hỷ, tức là của Phật độc giác đó thì là thọ hỷ hợp trí và thọ hỷ ly trí luôn, còn Đức Phật của mình đó chỉ có hợp trí thôi. Rồi cái vị A La Hán á thì cười một trong năm cái tâm duy tác dục giới thọ hỷ và ưng cúng vị tiếu, tức là bốn cái tâm của giống bậc Phật độc giác, rồi một cái tâm trong cái tâm vô nhân nữa nha quý vị, tức là tâm duy tác dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ nè, tâm duy tác dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ nè, tâm duy tác dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm duy tác dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ, và cuối cùng là một trong cái tâm duy tác vô nhân đó, quý vị nhớ không? Tâm ưng cúng vi tiêu thọ hỷ. Rồi thứ tư là những bậc thánh hữu học là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Thì những vị thánh hữu học cười một trong sáu cái tâm thọ hỷ là bốn cái tâm đại thiện thọ hỷ. Và những vị này, quý vị nhớ nha, là vẫn còn tâm tham, nhưng mà tâm tham ly tà. Và thọ hỷ luôn, đúng rồi, tự vì mình cười mà. Thì gồm có tâm duy tác dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm duy tác dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ. Cái này là giống hệt của bậc độc giác và bậc A-la-hán đây. Rồi cuối cùng, chư vị có thêm hai tâm tham thọ hỷ ly tà nha, không có hợp tà, là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ và tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi tính phàm nhân của mình á, là mình là người giàu nhất, là mình cũng có cái tâm đại thiện thọ hỷ như là những cái bậc bề trên, mà mình có thêm tâm tham thọ hỷ nữa bốn cái, tức là tham sân si mình có đủ hết á, thành ra bốn cái tâm tham thọ hỷ tụi mình cười đó quý vị nha, thì là thọ hỷ. Thì có bốn cái là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ và tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, gồm có bốn cái tâm duy tác dục giới thọ hỷ nữa, giống hệt như những cái bậc bề trên như vậy. Thì mình là có nhiều tâm nhất của phàm nhân, mình có tới 8 tâm cười lận nha quý vị. Rồi bây giờ là mình đã chính thức xong hết cái phần, bây giờ mình đi tới trang 104 rồi đó nha, là chính thức hết cái phần 30 cái tâm đầu tiên trong cái bản điêu. Là tuần sau mình sẽ qua cái phần là tâm dục giới tịnh hảo. Bây giờ là Nguyên Như cũng thấy là 10 giờ 36 phút rồi. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sada sauti. Và bằng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng đến chúng sanh ạ. À. Yang kinh chi ku sa la kam mang can tam bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye san ta san ni no an thi ye cha san ta san ni no ka tang puan nya pha lang me hang sam be pha gi pha wan tu te. Ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng puan nhập pha lăng ma ya ye
cha tan thân a cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi dê san ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti y đăng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoan tu nhá ta dù y đăng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoan tu nhá ta dù y đăng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoan tu nhá ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú quá ngà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ năm và cũng là sáng thứ sáu. Chúng ta sẽ được học lại những cái bài về 12 nhân duyên của Sư Phụ Pháp Tính. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Ca. Con kính lễ sư Nguyên Thông. Dạ sư Nguyên Thông ơi, con bây giờ con remote